lời nói đầu tiên Được xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác anh chị em đang xem video của Được nha. Thì hôm nay Được sẽ dắt cho cả nhà mình đi ra ngoài trang trấu cánh đồng của Long Thành Đồng Nai nha cả nhà. Trong video lần này Được sẽ dắt cho cả nhà mình đi cắm câu nha cả nhà ơi. Thì hôm nay đi cùng Được thì có em Đạt. Thì giờ hai anh em mình sẽ cắm vòng vòng ở đây mấy cần câu nha cả nhà. Hiện giờ là Được sẽ đem theo 50 cần câu để mình cắm cái vòng vòng cái khu này. Giờ con nhái mình được móc vô nha cả nhà. Mong là cắm xuống cần đầu tiên có dính thật nhiều cá để cho anh em mình quay clip cho cả nhà xem nha. Thì trời cũng tối ngay cả nhà, giờ anh em mình cố gắng cắm lần cho xong cái mấy con câu rồi tối đi thăm rồi quay cho cả nhà xem tiếp nha. Cả nhà hãy đón xem tiếp tục cái video của Được nha cả nhà ơi. Bây giờ em Đạt vừa mới cắm xong một cần câu nha cả nhà, còn hai cần nữa là mình xong hết 57 cần nha cả nhà ơi. Quá mệt luôn hả Đạt? Cả nhà hãy gắng đón xem tiếp tục video của Được nha. Hai xin chào mọi người nha. Thì giờ cũng được gần 10 giờ nha cả nhà. Thì anh em mình quyết định là đi thăm cái mấy cần câu của mình nha. Thì coi có kết quả gì không thì mình sẽ quay cho cả nhà xem. Bây giờ anh em mình đi thăm đây cả nhà ơi. Đây cái bịch này là đựng nhái, cả nhà có nhái chỗ không à? Đâu đây có nhái có nè Đạt. Còn cả nhà ơi, cần đầu tiên là còn con mồi nha. Đâu đó, đó hả? Im ru hả? Còn nhái luôn hả? Trời ơi trời, đang cần nữa nè cả nhà. Đây nè, đang cần nữa nè, còn nhái luôn. No rồi, no rồi, bữa nay đi không lẽ không có gì quay cho cả nhà tôi coi ta. Thế là còn sớm quá. Còn không Đạt? Đây còn luôn cả nhà ơi. Ý hiu cho ta. Hay do mình đi thăm còn sớm quá. Mà chiều vậy lông gông nằm đâu. Nè cả nhà ơi, hết gì chứ lôi nguyên cục cho bá luôn. Sảy sảy cần rồi cả nhà luôn à. Cắm đại đi sáng lại dính lại sao. Đây đang cần nè, đang cần dính không, dính không Đạt? Dính không? Dính hả? Dính hả? Ê cái nhà tránh đèn Đạt ơi, cho quay cho cái nhà coi. Đây dính nè Đạt à, cái nhà ơi dính con. Con này con bận vào cái à. Bậy nhổ lên đi. Đưa anh cầm cái bịch nhá cho. Rồi. Trời. Cái nhà chết luôn hả? Chưa, còn ngáp ngáp này bỏ này. Bỏ vô tụm liền. Có thành quả, có thành quả nha cả nhà. Con đầu tiên. Cũng được. Đủ kho tôi em kho tiêu. Tính đầu hiu luôn rồi. Đó,
Giờ em Đạt đang cắm lại cái cần mới dính nãy cả nhà. Mong là sáng là có kết quả bự bự to to hơn tí nữa cho cả nhà xem. Nó cắm cần dính 3 lần. Bay qua cả nhà ơi. Cái văng cái máy dưới luôn. Còn nguyên. Ờ, dính rồi, dính rồi. Ôi trời dính hả? Bự không? Bự không? Còn máy. Đâu? Trời ơi, né đèn em. Nè cả nhà. Đây dính con nữa nè. Ui trời ơi, bằng con nãy à. Bằng con nãy cả nhà ơi. Trời ơi, chứ cũng bự hơn xíu cho hai. Chứ làm gì mà bằng nữa. Đưa lên bờ, em Đạt đưa lên bờ. Ê. Còn dính con nhái trên mép luôn. Ăn chưa chùa miệng. Vô vô. Dính rồi cái này hôm mấy tuần kia hết mồi nè. Đúng rồi. Nãy có con kia giục luôn hả? Giục đâu? Trong đó. Dính gì sao mà xảy nữa. Bên đông. Con nghe quậy trước rồi Đạt. Có dính rồi Đạt ơi. Anh nghe quậy trước rồi Đạt. Rồi dính quá dính rồi, dính ngay mắt. Quay vô. Móc lại. Sáng dính tiếp. Ôi bơm gồng nè Đạt ơi. Hồi xảy luôn rồi. Xảy luôn rồi. Bơm gồng sắc bên luôn nè. Nè cả nhà. Bơm gồng nè cả nhà. Cả nhà thấy bơm gồng không? Trời. Móc mồi Đạt ơi. Xảy luôn. Uống kêu. Hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ơi, chuyện gì vậy? Đừng gọi ngay. Đây. Chuyện gì vậy? Dính rồi, cần này dính rồi cả nhà. Đâu rồi, cá đâu rồi? Nè, cả nhà ơi. Bự á, càng ngày càng bự lên ta. Bự á. Vô mé em trai. Nè, nè Đạt ơi. Một toàn mắt không. Nói em Đạt đang gỡ con này mới dính rồi cả nhà. Đạt, trời ơi. Trời ơi, Đạt ơi. Xíu nữa không có ăn rồi cả nhà. Lên tới miệng rồi mà còn rớt ra ngoài. Thử thôi trời, cái dốc này thử ra thôi. Gì vậy? Đâu vô nữa hả? Đâu rồi? Xuống em xuống rồi Đạt. Thấy quạt đọt kìa. Còn không biết không thấy con cá chân vậy? Đi bụi hả? Đi bụi rồi. Trời. Xảy cả nhà ơi. Nè. Ngọt nhiều nè. Mình còn bên đây có mấy cần nha mấy. Còn thắng ghen cả nha. Đây cần còn cũng còn thắng ghen luôn. Hai cần thắng ghen luôn. Rồi, gì đây? Xảy luôn trời ơi. Xảy luôn cả nhà ơi. Thay đi. Không biết nhão hết. Không biết nhão luôn hả? Trời, nó ngập đọt luôn rồi Đạt. Chuồn chuồn quá. Cái nó ngập đọt dính đó. Đâu rồi Đạt? Được. Đây hiện giờ là 3 cái lóc để đất em.
Buổi thăm giác tối này cũng được được 3 cái lóc này cả nhà. Bắt tay có mà 2. 57 cần câu, 3 cái lóc. Đó cả nhà thấy không? Cả nhà hãy đón xem tiếp tục buổi sáng anh em mình cuốn câu cả nhà.